em chính là món quà trong mộng của anh, cũng là sự ràng buộc mà anh muốn lưu giữ bên cạnh nhất. Lập tức đi xuống, chuẩn bị lát nữa lên đường. Trước khi anh mỏi cổ, em tốt nhất là ngoan ngoãn xuống đây. Không phải ngạc nhiên, chẳng qua hôm nay rảnh rỗi, thuận tiện làm phiên dịch cho em. Đi sớm về sớm sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Nghĩ gì vậy? Đừng suy nghĩ bậy bạ. Đến nơi thì bắt đầu làm việc. Bây giờ ngủ một lúc để điều chỉnh lệch múi giờ. Lại là một câu đố mẹo vừa trẻ con vừa đau não sao? Trong từ điển của em làm gì có hai chữ bình thường? Sao lại nói như vậy? Anh không hà khắc như vậy. Rõ ràng đã gọi đầy một bàn thức ăn cho em. Người có EQ cao thường gọi nó là khoảng trắng. Người có EQ cao sẽ không nói ăn không no trước mặt người đã mời quấy ăn cơm. Thank you.
À, ông chủ của nhà hàng là fan của em. Chiếc bánh kem này là để chúc em tối nay đoạt giải. Má đấu thành công.